Xin chào các anh, em là Hường, nhân viên kinh doanh của công ty Đông Phương. Hôm nay em xin review một số cái dòng dao mở bán chạy của công ty Đông Phương. Đầu tiên là về dòng dao 3D, như các anh nhìn thấy ở đây, là dòng dao mà chuyên để đục tinh, đục chi tiết nhỏ. Em có những dòng từ phi 3 này, phi 4, phi 6 thì em có độ dài là 45, dài 50, dài 55, 60, 70, 80 và 100. Tùy theo là các anh cần đục dài, đục sâu bao nhiêu cm. Ví dụ như dòng dao 3D phi 3 này, em đo thử cho các anh xem nhé, là xem độ dài lưỡi của nó này. Đây, dài 45 này. Đấy, lưỡi của nó thì nó rơi được tầm khoảng là 2/2. Đó, các anh sẽ đục sâu được những cái phôi dưới 2 phân nhé. Đấy là về phi 3, là phi nhỏ nhất của bên em này. Rồi đến phi 4 cũng tương tự như vậy. Đối với những dòng dao mà 3D của bên em, chủ yếu là những dòng dao mà của hàng chim cọ kiến, các anh nhìn thấy chưa? Hàng tốt đấy ạ. Trong này, trên này thì sẽ có các thông số 0.4. Phi 4 này có nghĩa là đường kính của cái cán dao các anh sẽ kẹp là phi 4. Đó, đây chính là phi này, đây là phi 4 này. Rồi em cho các anh xem về cái dòng dao của phi 6 đi. Phi 6 này nó sẽ to hơn này, và anh sẽ kẹp được những cái phi to hơn này. Phi 6 này, phi 6 này em thử đo độ dài của dao 70 nhé, xem nó dài. Đây, dài lưỡi là được tầm 4 phân đấy ạ. Dài 70 là dài lưỡi là tầm 4 phân nhé. Thế sẽ đục được những cái sản phẩm phôi, ví dụ sâu khoảng 3 cm, dưới 3 cm. Các tương tự là các loại, các độ dài cũng như vậy. Dòng này thì của bên em bán chạy nhất, nó là dòng khoảng là dài 60 hoặc là dài 70. Giá thì bên em có. Về giá của các dòng dao 3D này, thì dao 3D phi 3 này của bên em thì giá của nó hiện tại đang bán lẻ là 11.000 một con và 110.000 một hộp. Em cũng có xuất bán lẻ từng con một nhá. Dao phi 4 dài 45 này thì giá là 130.000. Dài 45 thì giá là 230 một hộp này. Dài 55 à 50 trước đi, 50 thì là 260 này. Rồi 55 này, 55 thì canh giá hiện tại của bên em là 360 này. Dài 60, dài 60 của nó thì là 430, 70, 480, 55, à 80 là 550. Và loại dài cuối cùng là dài 100. Giá hiện ra 3D dài 100 này thì giá là 900.000 một hộp này. Hoặc là các anh có thể xem thêm tại website. Em hướng dẫn các anh vào website của công em nhé. Đầu tiên là mình vào Google này. Đấy, xong mới ấn chỗ phần thanh công cụ máy Đông Phương .com này. Đó. Enter. Nó sẽ ra trang chủ của công em. Đây, đây nhìn này. Wincam này. Đó. Sau đó các anh kéo xuống dưới. Di chuột xuống dưới. Chỗ phần có phần là linh kiện CNC này. Các anh kích vào, nhấp chuột vào. Đó, xong rồi ra chỗ phần danh mục sản phẩm. Nó sẽ có dao này, danh mục dao khắc máy CNC, các anh kích vào đấy. Đấy, nó sẽ ra tất cả các dòng dao của bên em này. Các anh có thể tìm được đấy. Anh nhìn thấy dòng dao khắc 3D ạ. Đấy, mình kích vào đây. Đó, thì là bên em sẽ hiển thị và sẽ ra được cái giá kéo chuột xuống. Nó sẽ có công dụng này, anh nhìn thấy có công dụng ở trên đầu tiên này. Sau đó mình sẽ đến bảng giá, em có ghi đầy đủ ở đây. Bảng giá này là em sẽ áp dụng đối với từng con một nhé, à, giá bán lẻ đấy ạ. Còn nếu các anh mua trên 50 con thì sẽ được giá ưu đãi hơn. Cái đấy các anh có thể là inbox trực tiếp cho bên em qua Zalo hoặc là gọi điện là số điện thoại em hiển thị ở trên màn hình nhé. Đấy là về dao 3D. Dao 3D. Đấy, tiếp theo là về dao 20 thẳng. Dao 20 thẳng này nó là dòng dao phá thô đấy. Mình sẽ phá thô trước khi mình đục tinh.
Thì dòng dao này em cũng sẽ có từ phi 4 này, phi 3 này, phi 4 này và phi 6. Phi 6 thì em cũng có các độ dài 45, 50, 60, 70 và 80 là dài nhất nhé. Dao này của bên em cũng đều là hàng dao chim cỏ kiến hết đấy ạ. Hàng dao tốt nên em nhập của một loại này thôi. Các anh dùng đo thử để cái dao phá thô của bên em này, để các anh đánh giá cái chất lượng nó nhé. Dao rất là bóng này, sáng này. Thực ra là những dòng dao tốt của bên em là trên, các anh nhìn trên thân của nó sẽ có in các cái thông số này. Đó, các anh xem. Em đo thử nhé, đo thử xem là nó dài bao nhiêu. Đây ạ. Con này là dài phi 6, dài 45 nhé. Đó. Lưỡi của nó cũng được tầm khoảng 2/2, 2/2 đấy ạ. Thông thường ấy, đối với dao này thì các anh mình dùng ấy, thì nó sẽ chủ yếu là về dao phá thô là mình sẽ dùng dài 60, 60 này hoặc là dài lên 70. Đây là hai loại mà sẽ bán được nhiều nhất của bên em. Em sẽ nói sơ qua một chút về giá cho các anh nhé. Giá của dao phi 3, 20 thẳng phi 3 của nó là 22.000 một con. Phi 4 là 27. Dài 45 là 38, dài 50 là 45, 60 là 51, 70 là 58 và cuối cùng là dài 80. 80 này thì giá của nó là 65.000 một con. Các anh có thể mua cả hộp, mình về mình dùng rất là tiện. Mà cái này nó là vật tư tiêu hao thì các anh nên mua cả hộp. Nếu mà mua nhiều thì bên em lại giảm giá tiếp. Các anh cũng có thể vào trong web để check giá như vừa rồi em hướng dẫn anh. Về dòng dao tiếp theo là dòng dao về tượng. Tượng này thì nó dùng chủ yếu cho máy 4D. Hoặc là các anh nào mà có điều kiện một chút thì mình mua dao này. Dao này thì nó đắt hơn dòng dao 3D. Dao này thì mũi nhọn này, mũi của nó sẽ nhọn. Hoặc các anh hay thường gọi dao này là dao tinh 2 me đấy ạ. Dao này thì em cũng có phi, em chỉ có phi 6 của dòng này thôi nhá. Em không có phi nhỏ hơn. Duy nhất bên em bán chỉ có phi 6 này này. Phi 6 thì em có dài 60 này, 70 này, 80, 100 và dài nhất là 120. Đó. Đây, em mở thử dòng dao dài nhất đi. 120. Đấy, dao rất là sắc sáng này. Một hộp nguyên của bên em đều là 10 con nhé. Đây các nhìn này, trên này đều có này. Tem này. Này. Đây, quay cho anh xem nhé. Nó bóng. Đó, em đo thử này. Dài 12 cm này. Lưỡi của nó dài tầm 6,5. Đấy là dòng dao dài nhất hiện tại của bên em. Dao này thì chủ yếu là các anh mua dài 60 là nhiều. Mua dài 60 là thường là các anh sẽ mua dòng này. Dòng này cũng để đục tinh. Nếu anh nào có điều kiện mình có thể dùng đục bình thường, mình cũng có thể dùng chạm gỗ 3D, mình vẫn có thể dùng con này. Mà giá của nó sẽ cao hơn. Đấy, báo giá một chút cho các anh nhé. Vì dòng dao tượng này thì dài 60 của nó là 530, là 53.000 một con. Dài 70 thì 60.000, 80 thì là 70.000, 100 của nó là 80.000 và dài nhất 120 thì nó là 100.000 một con. Đó. Em có 4-5 loại cho các anh lựa chọn tùy theo nhu cầu của các anh là dùng loại nào. Tương tự đối với chặn tranh 3D thì dùng dao 20 thẳng để phá tô. Thì đối với dòng tượng hoặc là các anh phay rãnh hoặc là cắt phá muốn nhanh hoặc là khỏe thì các anh có thể tham khảo thêm dòng dao gen này nhá. Em có khá là nhiều loại đấy, nhưng mà em sẽ mở ra đây nó có hai loại, là loại cốt là 12.7. Đây,
cốt là cái đường kính của cái phi này các anh sẽ kẹp là 12.7 này. Đấy, loại đường kính lưỡi của nó là 12. Đấy, đường kính lưỡi này là 12, là 1/2 đấy ạ. Đấy, trên này bên em sẽ có thông số là độ dài của lưỡi. Quan tâm cái này, đối với cái này chỉ có độ dài lưỡi. Độ dài lưỡi đây em xoay xuôi cho các anh xem. Này, cái dài nhất của bên em hiện tại là 7 cm nhá. Rất là dài. Đó. Trên cái con dao này bên em cũng có thông số này. Thông số các anh mua về, các anh nhìn đây này, có thông số ở trên này. Dòng dao Azen chính hãng này. Đấy. Đấy là loại cốt là 12.7. Em có một loại cốt nhỏ hơn à, cốt 6.35. Đây, cốt này nhỏ hơn. Em thấy nó nhỏ hơn rất nhiều. 6.35. Đấy, trên này thì nó cũng tương tự, nó cũng sẽ có độ dài của lưỡi dao. Đấy, độ dài lưỡi dao. Các anh nhìn thấy trên này sẽ đều có này. Các anh mua về thì cũng đều có thông số để cho các anh xem nhé. Bên em thì có rất là nhiều dòng đấy. Dao Azen này có rất là nhiều dòng. Độ dài lưỡi có loại thì nó chỉ ngắn khoảng 3 phân, 2 phân hoặc 2 phân rưỡi, có loại thì 5-6 phân, tùy theo cái nhu cầu của mình để mình mua sao cho phù hợp. Vì đấy là về đối với gỗ, về ngành gỗ. Em giới thiệu một chút về cái ngành dao của quảng cáo. Dao quảng cáo này thì chủ yếu là sẽ có dao xoắn này, xoắn 1 me này. Em giới thiệu những dòng dao chủ yếu thôi nhé, bởi vì nó có cả dòng dao xoắn 2 me, nhưng mà em sẽ giới thiệu 1 me trước này. 1 me này, rồi dao alu này. Đấy, dao alu là hai loại mà rất là nhiều người sử dụng. Dao xoắn này thì em sẽ có phi 3 và phi 4 nhá. Phi 4 này, phi 3 và phi 4 này. Đấy, trên hộp này của em cũng đều dán này. Đây, phi của nó nhá. Đấy, là các anh sẽ kẹp được là phi 4 đấy, là 4 mini đấy. Phi 4 này thì bên em thì là sẽ là đóng 10 con trong một hộp này. Đây là hàng loại tốt nhá. Hàng tốt thì nó sẽ đóng 10 con trong một hộp. Còn có những hàng mà nó rời ra từng con một ấy, thì nó cũng chỉ là loại thường thôi, nhưng mà họ nắp cái đế vàng này thôi này. Đấy, anh nhìn này. Đây là xoắn 1 me nhá. Con này của bên em thì là lưỡi 17. Trên hộp dao của bên em cũng đều ghi nhá. Đây là độ dài lưỡi này. Xoắn 1 me này nó sẽ có độ dài lưỡi là 17 hoặc là 22. Đây 17 nhá. Đây là phi 3. 17 hoặc là 2/2. Ví dụ như 2/2 thì cái dài lưỡi của nó là dài hơn một chút. Thì ví dụ như 1/7 thì anh sẽ cắt được khoảng tầm là 1/5 đổ lại này. Ví dụ 2/2 thì mình cắt khoảng 1/8 hoặc là 2 phân thôi. Mình phải để tầm khoảng nó dư ra. Đấy. Con này là 2/2 nhá, con này là phi 4. Này. Cái này không biết các anh nhìn rõ không nhỉ? 4 mini. Đó, 4 mini. Đấy, con này thì dài hơn này, nhìn này. To hơn là dài hơn là 2/2. So sánh một chút thì này. Đó. Dòng dao này của bên em, đây là dòng dao tốt nhá. Dao tốt này thì là nhiều, bây giờ chủ yếu là khách sử dụng dòng dao tốt ấy. Mình bỏ tiền ra mình mua mà nó sử dụng được lâu dài. Đây em cũng có loại thường cho khách nào mà mình muốn mua loại thường, bên em cũng có. Dao loại thường thì chỉ có trong hộp như này thôi, 10 con một hộp như này. Đó, cũng có thông số nhá. Đều hàng chin khỏa kiến anh này. Phi 3 này. Đây là độ dài nữa này, bên em này đều ghi hết nhá. Đấy, các anh rất là dễ sử dụng, dễ nhìn, dễ biết này. Đây là 17 này. Đấy, đây là phi 3 17. Em đều có phi 3 và phi 4 17 hoặc là 22. Loại thường nhá, đây là loại thường. Đây, đây là loại thường này. Đây lưỡi dài 22 các anh nhìn thì nó cũng sẽ dài hơn. Đó. Đây đều là xoắn 1 me này. Hàng thường. Đó. Đối với phi 3 này của hàng thường, giá thì cái con đế vàng này của bên em thì hiện tại giá của nó
này cho các anh xem này. Bên em hiện tại giá con này đang giảm rất là nhiều này. Đấy, các anh cũng vẫn vào trang web công ty em nhé. Vào trang web, trang chủ đi ạ. Đó, trang chủ. Sau đó là các anh tìm về cái dòng linh kiện CNC này. Và kích vào cái phần mà danh mục. Danh mục là ở bên mé tay phải của mình này, danh mục sản phẩm. Kích vào phần gần cuối là sao khắc máy CNC. Có bên trong này này, dao 2 mét thẳng em đều có giá này. Đấy, rồi dao cắt mica. Đó, các dòng dao các anh kéo xuống đến cái danh mục mà các anh cần. Ví dụ như ở đây là các anh đang tìm dao xoắn một men này. Các anh kích vào. Đấy, kích vào. Anh kéo xuống. Con này thì của nó thì ứng dụng ở trong này em cũng có luôn này. Các anh có thể cắt được cắt gỗ này, nhựa này, MDF này, mica này, đó, gỗ ép. Đó, thì các anh có thể nhìn ở đấy là công dụng của nó cũng có này. Những anh nào làm quảng cáo và lỗ thất này rất là thích con này. Các anh kéo xuống tiếp cho em nhé. Đó, em sẽ có bằng giá chi tiết cụ thể của từng dòng này. Có phi 3, phi 4, phi 6. Phi 6 thì hôm nay em chưa giới thiệu được. Các anh có thể tham khảo ở đây, nó chỉ là cốt to hơn thôi. Hiện tại phi 6 em cũng có 3 dòng, dài 45, 50 và 60. Còn giá em rất ghi rất đầy đủ ở đây. Nên như các anh thấy là giữa dòng thường và dòng đế vàng nó cũng chênh nhau khá là nhiều. Nhưng mà cái dòng đế vàng này rất là tốt. Mà bên em hiện tại nó đang giảm giá con này này. Có 35.000 một con. Mà em xem ở trên thị trường hiện tại con này cũng có khách bán, có đơn vị bán 380 hoặc là 400 đấy. Còn bên em thì nếu mà các anh mua với cái giá mà trên 10 hộp đối với dao xoắn này thì giá không được giảm nữa. Đấy thì là đối với giá của đồ dao xoắn một me. Nếu như mà các anh cần nhanh hơn thì anh có thể là nhắn tin qua Zalo cho em qua số điện thoại 0396 883 888 hoặc 0968 689988. Em ship code này. Các anh có thể nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và em có thể chuyển theo nhiều phương thức. Các anh cần em có thể gửi xe hoặc là xe ôm, tùy theo các địa chỉ và nhu cầu của các anh nhé. Thì đi kèm thì các anh sẽ có được một cái hóa đơn bán hàng của bên em. Hóa đơn bán hàng của bên em đấy. Ví dụ như em đi em được đấy, đại diện đây thì sẽ có thông tin của các anh và các cái dòng dao mà các anh cần kèm theo số lượng này, đơn giá này. Đấy, đơn giá này thì các anh có thể lưu lại cái file này, sau mình có thể mình quên mất cái tên của nó, mình có thể tra lại. Hoặc là ví dụ giá là mình có thể tra lại. Đó. Đấy, bên em có đóng dấu của công ty. Đấy, đấy là đối với này. Tiếp theo là một dòng về cũng về quảng cáo nữa. Đó là dòng dao alu. Alu này thì hiện tại là bên em có 2 ly này, 1 ly rưỡi này và 3 ly. Đấy. Đấy, đối với dao alu này. Dao alu này thì cốt của nó thì là 3.175 nhá. Cốt này thì nó cũng giống như các dòng dao quảng cáo bình thường thôi. Thông thường đấy. Đấy là cái cốt của nó là 3.175, còn cái này của nó là 3 nhá, 3 ly này. Đấy. Em lại đo cho anh xem. Đấy. Em thấy chưa? Đấy là dao alu. Em cũng có dòng như vậy. Con này thì bên em hiện tại là đang đồng giá. Đồng giá của nó là 120.000. 120.000 nhá. 120.000 một hộp. Một hộp 10 con như này các anh nhận về nó sẽ như thế này. Đấy, 10 con ở trong một hộp. Đấy, em về dao alu. Nếu mà là anh nào mà cần biết chi tiết hơn thì có thể cứ gọi điện cho em hoặc là nhắn tin Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể hơn nhá. Rồi. Vấn đề thứ hai là các anh cũng rất hay mua. Đấy là cái về cái con nét này. Con nét hay các anh còn gọi là cái để kẹp dao ấy. Đấy em sẽ có này. Trên mỗi cái hộp này em đều có các thông số để các anh mua cho dễ này. R16 nó sẽ dành cho cụ 1.5kg. R20 cho cụ 2.2 và 3.2kg. R25 là cho cụ 5.5kg. R32 này có những khách hàng họ mua riêng ấy. Thường thì là mình chủ yếu là sử dụng này 16 và 20 là nhiều.
Đấy, các anh phải lưu ý nhá, mua cái con nít này, cái để kẹp mỗi sao thì trong mỗi cái này nhá, là bên em sẽ có từng cái phi một. Đây ví dụ như trên này là sẽ có phi 6 này. Đấy, trên này đều có này, phi 6 này. Đấy, thì là ví dụ như các anh mua dao quảng cáo này chẳng hạn thì nó chỉ là phi 3.175, thì các anh mua cái này, anh bảo bán cho anh cái 3.175 của củ bao nhiêu ký là bên em sẽ tự biết để lấy cho các anh. Em mở thử một cái ra nhá. Bên em bọc rất là cẩn thận này. Trong một hộp này bên em nhập về nó nguyên như này và cũng xuất bán cho các anh nguyên luôn. Đây, đây là cái con nét này, hay còn gọi là cái kẹp mũi dao đấy. Đây một đầu này của nó là canh dùng để kẹp mũi dao này. Thì đây là phi 6 này. Đấy. Cái này bên em là có bọc ở trong một lớp ở bên trong là nó có dầu đấy để bảo vệ nó chống rỉ đấy. Em thôi em không tháo ra nữa nhá. Các anh xem qua này. Đấy, trên này nó cũng sẽ có này, phi 6 đây này. Trên này nó cũng có thông số này. Đấy. Đấy. Đây là con nét nhá. Thì hiện tại giá của con này của bên em này, nó sẽ có giá của từng phi một đây. R16 này thì giá của nó là 28.000 một cái này. 20 này thì hiện tại của nó là cũng đồng giá 28 luôn. Còn 25 này thì đắt hơn một chút là 32.000. Còn 32 thì là 40.000, rất là rẻ. Cái áo con nét có nghĩa là cái mà để kẹp ngoài cái con nét này thì bên em cũng đồng giá với cả con nét nhá. Các anh cũng có thể là mình không nhớ thì cứ nhắn tin Zalo cho em. Em giới thiệu một chút về cái kênh YouTube của bên em này. Kênh YouTube của bên em thì ở trong này bên em có rất là nhiều các cái video bổ ích cho các anh về hướng dẫn mẫu này, rồi là về các cái phần máy hoặc là linh kiện. Các anh quan tâm thì em hướng dẫn này. Đầu tiên các anh cũng vào kênh YouTube nhé, như bình thường này. Đấy, sau đó là các anh gõ này CNC Wincam này. Đấy, như em hay tra thì nó đã hiển thị luôn ở đây rồi này. Đấy, anh kéo xuống anh nhìn thấy CNC Wincam này, hình logo là có số điện thoại của bên em luôn. Anh kích vào đó, trong này bên em có rất là nhiều video này. Các anh nhấn vào video hoặc trang chủ, các anh đều có thể xem được tất cả các cái video của bên em. Đấy, như em giới thiệu về máy này, ví dụ anh nào quan tâm về máy thì anh có thể vào đây để tham khảo. Đấy, các cái dòng máy của bên em từ laser này cho đến máy gỗ này đó, rất là nhiều. Rồi những máy mini 3D, 4D, đực tượng nên bên em đều có hết. Nếu mà các anh thấy hay thì có thể là nhấn like kênh của bên em hoặc là đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn. Và nếu mà các anh nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm nào của bên em hay máy nào của bên em thì có thể để lại ở phần bình luận phía dưới thì em sẽ làm một video để giới thiệu cụ thể hơn cho các anh để xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh ở những video tiếp theo nhé.